Hôm nay thì Ngôi Nhà Việt cùng những anh và những người em trong ngành kỹ thuật của chúng ta đi về một lộ trình để tìm ra nội lực của một cấu kiện hay một dự án nào đó một cách nhanh nhất mà đỡ cho chúng ta phải thao tác một cách tính toán thủ công đi. Đó là phần mềm SAP 2000 version 22 trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay thì chúng ta điểm lại những gì gọi là cơ bản, gọi là tập 1 đi nha. Để mà tránh sai số gia tốc chọn trường chỉ bằng 9.81m/giây bình thì điều đầu tiên khi mở phần mềm lên thì chúng ta khai báo đơn vị. Ngôi Nhà Việt khai báo ở đây là kilometer mét xe. Tại đây thì chúng ta mở một cái model mới để làm thì là new, và mở một cái model có sẵn thì chúng ta open nó lên. Đầu tiên thì chúng ta mở một cái mô hình mới lên thì chúng ta sẽ xuất hiện một cái hộp. Đầu tiên là tạo một cái file trắng thì chúng ta ít có dùng tới, hay là tạo lưới cho cái mô hình của chúng ta. Tạo dàn đơn giản thì ở đây. Tạo dàn 2D, dàn phẳng, hay là dàn 3D, dàn không gian, hay là khung 2D, khung phẳng, khung 3D, khung không gian, và vách cứng như tầng hầm, hay là sàn phẳng, tấm vỏ nè, hay là kết cấu cho cầu thang. Bên đây là bể nước, bể ngầm, kết cấu khối, ống và tấm vỏ. Ô này thì chúng ta chọn chủng vật liệu xuất phát từ nước nào thì chúng ta chọn tại đây. Và khi các bạn, các anh chị kích vào hàng này á, thì chúng ta sẽ lấy lại được những thông số như là vật liệu nè, tải trọng và tiết diện của một dự án mà chúng ta đã tạo trước đó. Và chúng ta thử vào một cái dầm đơn giản, tạo mô hình cho một dầm đơn giản nha. Number of span là số nhịp của dầm, bao nhiêu nhịp. Ngôi Nhà Việt chọn đây là 3. Và span length là chiều dài của mỗi nhịp thì Ngôi Nhà Việt chọn đây là 5. Khi các anh chị kích vào cái ô này á, là để cho chúng ta thay đổi khoảng cách chiều dài của mỗi nhịp thì chúng ta chọn vào đây. Và mục này á, thì chúng ta sẽ gán điều kiện biên đó là gói di động hay là gói cố định. Và Ngôi Nhà Việt cũng kết thúc video tại đây. Các anh chị, các bạn, chúng ta cùng nhau đồng hành đón tiếp video tiếp theo ạ.